Thank you.
do. Thank you.
áo đẹp thế à bác? Vâng. Con lấy ở lều vậy á? Vâng ạ. Ừ. Con bán theo con hay bán theo cân? Bán theo cân. Bán theo cân ạ? À? Vâng. Ừ. Đẹp nhờ? Vâng ạ. Thế xem là lấy cái cân về cân đi. Bác lấy cân đấy. Vâng. Bác lấy về cho dân này. Được bao nhiêu cân à? 5 cân rưỡi. 5 cân rưỡi à? Vâng. Nhân giá bao nhiêu bác? Giá 100. Nhân 100 à? 1 cân 100 nghìn. Ừ. Rồi bác cho bác cho ở đây, xong bác giả tiền con. Để cho ở đây đã. Con nuôi được nhiều gà không? Có ạ. Yeah. 5 cân rưỡi bác nhà. Vâng. À, đếm đi, đếm xem đủ chưa? Nó nóng lắm đó. Con mua một cái bơ cá với cả một cái quả. Mua bắp gá? Vâng, thế. Ừ, thế thì để bác vào lấy cho. Vâng. Đi vào đây xem nào. Vâng ạ. Đây. Quạt bác còn có hai cái này, bếp ga ở đây này. Xem con lấy cái quạt nào được. Con lấy cái quạt to, cái bé. Cái này ạ. Lấy cái bé à? Vâng ạ. Bếp không lấy một cái đâu đúng không? Vâng. Đây con cầm ra kia xong rồi bác lấy cái này ra cho. Vâng. Lấy cái này đấy. Bác hướng dẫn con nhé. Đây, cái bếp ra nhá. Thì bác bóc xem cho con xem nhá. Vâng. Đây ra xong hướng dẫn con thì dùng nhá. Vâng. Bác lắp cho về con chỉ việc dùng thôi. Đây để bác lấy ga về để lắp hướng dẫn con về dùng nhá. Vâng. Đây lắp như này vào. Xong con gạt cái này xuống này. Đấy. Vâng. Xong con chỉ cần bật thế này thôi. Đây. Vâng. Rồi lên rồi này. Đến khi nào con không dùng nữa thì con gạt cái này lên, tắt cái này lên là được. Hiểu không? Đấy, làm thế này nhá, tắt này nhá. Vâng. Ừ. Bác cắm cái quạt thử xem nó có quạt được không nhá. Vâng. Biết đúng chưa? Đấy. Ừ. Chỉ cần làm thế này thôi. Vâng. Mát chưa? Mát rồi. Ừ. Thế thôi nhá. Vâng. Của con bác lấy 400 thôi. Ừ. Ừ. Bác xin con nhá. Vâng ạ. Bây giờ lấy vào cái này cho vào gùi à? Vâng. Ừ. Để bác lấy vào. Để cho con nhá. Vâng. Cho vào gùi nhá. Vâng ạ. Ờ, cái này bác sẽ đổ ít xuống này. Ít xuống đây. Vâng ạ, con cho bác con về, con ơn ạ. Ừ, bác về nhá. Vâng ạ.